Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác, anh chị rất là nhiều. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cháu Quân xin mến chào tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Cháu Sự xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thì lại có sự góp mặt của em Quân là lên hỗ trợ em Sử của bác. Công việc hôm nay thì một tí nữa cháu Lực sẽ chia sẻ cho tất cả cô bác, anh chị cùng biết. Quân thì sáng nay thì biết là Sử hôm nay có việc để mình làm hay là như nào? Sáng nay biết ạ. Sáng nay biết à? Có điện cho Sử không? Có, lúc đấy anh Sử gọi ạ. Lúc đấy anh Sử gọi à? Vâng. À, thế là đi đón Sử, đi đón em Quân một đoạn này hay là như nào? Vâng. À, là Quân là lên một đoạn, đi bộ lên một đoạn trong Sử lên xuống đón à? Vâng ạ. Thế một tí nữa làm việc xong thì anh Sử lại đưa đi về à? Vâng ạ. Em Quân thì hiện tại là em ấy không có xe có bác ạ, cho nên là đi đâu thì em ấy chỉ có đi bộ đi cả thôi. Còn là nếu mà nư lên trên nhà của em Sử ấy cô bác thì cũng rất là may là hôm nọ cũng được bác xin đi lê, bác có mua cho em Quân là một cái điện thoại nữa. Còn em Sử thì cũng có được là bác Trần Thị Tiên, bác có mua điện thoại, mua xe cho. Thì thành ra là bây giờ các em đi làm mọi cái công việc gì hay là cần những cái chỗ tâm sự thì các em cũng đã biết là điện thoại cho nhau lên cả. Bé Hiếu thì ở nhà là hết ốm mọi cái hết rồi đúng không? Vẫn bị một ít thôi ạ. Vẫn bị một ít à? Thuốc thì ở đâu hết chưa? Chưa. Chưa à? Hôm cho Hiếu đi học xong rồi cô giáo bảo là chưa cho đi, bây giờ em còn bị ốm. À, là chưa cho đi à? Vâng ạ. Thế là bị ốm. Vâng ạ. Hết khỏi ốm xong mới đi đúng không? Vâng ạ. Hiếu đi xong rồi Hiếu bị ốm, không ăn cơm rồi cô giáo không cho đi ạ. À, thế cháo thì còn không hay là hết rồi? Còn ạ. Còn à? Vâng ạ. Cũng thỉnh thoảng cứ pha cháo cho em ăn cũng được. Vâng ạ. Cháo thì cũng được làm từ bột gạo ấy cả. Vâng ạ. Nên là ăn cháo được nếu mà em không thích ăn cơm ấy. Vâng ạ. Còn thời gian hôm nay thì phải nói là ở dưới nhà em Quân có bác thì cháu Lực lâu lâu xuống được một lần thôi. Ở nhà thì em Quân có việc gì thì cháu Lực mới đi xuống cả. Như thỉnh thoảng cháu Lực xuống là xem thứ nhất là giống cây ăn quả của em Quân, và thứ hai thì cháu Lực cũng xuống là thăm em Quân cùng với lại ông bà nữa. Rất là may là ông bà thì không có bị ốm đau gì cả. Hả? Có một mình. Bác gọi đi ăn cơm đúng không? Đi làm gì á? Đi làm gì á? Đi hộ cái gì à? Đi đâu? Đi đâu ấy? Đi xem móc á. Chỉ móc á vừa thành kia. Vợ á? Chỉ móc xem cá vừa. À đi á? À chỉnh cái chú con tay à? Không phải đi kiểm tra máu đúng không? Là con của bà bị sao? Bị bác sĩ bảo là thiếu máu à? Thiếu máu. Thế hôm nọ là con của bác này thì bị làm sao? Không biết đấy. Không biết à? Vâng. Hôm nọ là bị ngã xe, là bị như nào? Không phải đâu. Không phải á?
Đau ở trên bụng đi. Đau ở trên bụng à? Là đang đi mổ à? Đi bảo là bác trên bác sĩ kia bảo là đi hổ. À là bác sĩ bảo là à, là anh em ở trong làng này đi thử máu xem là có hợp không đúng không? Vâng. Đi thử xem là có hợp không đúng không? Vâng. Thế là mày mấy giờ đi? Bây giờ đi. Bây giờ đi luôn à? Vâng. Thế bây giờ là cùng cô là đi luôn à? Vâng. À. Thế thì bây giờ em cứ đi thử xem là xem có hợp không? Vâng. Nhá. Nếu mà hợp thì người ta sẽ xin một ít máu của mình đấy. Vâng. À. Thế thì bây giờ em đi luôn à? Vâng. À thế thì em cứ đi đi. Đấy. À, chào các ông bà xong thì cứ đi đi. Thì một tí nữa anh sẽ nói ở trên kênh. Trên video. Chào sự chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị. Rồi bây giờ đi thay áo quần đi tận đâu đi xá này đúng không? Tận huyện. Đi tận huyện à? Vâng. À phải đi thì cẩn thận nhá. Đấy. Em xử thì vừa rồi cô bác cũng đã biết rồi, anh em đang ghi hình thì đáng lẽ ra là hôm nay là em Quân sẽ lên hộ em xử một chút, nhưng mà bây giờ em xử cũng đi đi giúp đỡ gia đình kia một chút, không biết là gia đình kia hoàn cảnh là như thế nào. Vừa rồi thì cháu Đức cũng quên là chưa có hỏi, nhưng mà theo được em xử là chia sẻ là cũng không phải là bị ngã xe, là bị ngã xe cô bác, do là chắc là bị có bệnh ở trong người đấy, cho nên bây giờ là cần máu, cho nên là hình như là mấy đội thanh niên này hình như cũng đi sao cô bác ạ, người ta phải nói là ở trên vùng cao thì để mà có tiền thì người ta không có các bác, nhưng mà nếu mà để mà có tình cảm mà dành cho nhau thì có rất là nhiều các bác, như em Quân thì cũng chẳng hạn lăn lộn từ dưới kia lên đến đây rất là xa, đã nghe ra là cái tập phim này cháu Đức sẽ không có ghi hình thêm nữa, nhưng mà cái công việc của em Quân lên hộ thì cháu Đức sẽ cùng em Quân là để thực hiện luôn, còn là em xử thì em mới đi đi giúp đỡ người ta thì việc đấy em xử cứ đi, còn là công việc hiện tại thì một tí nữa anh em cháu Đức sẽ tiếp tục là làm sau. À, cắt thì ở trong này thì cũng khá là nhiều rồi các bác, nhưng mà do là bây giờ anh em thợ cũng là phải cần là vận chuyển cắt ra một chút để lấy chỗ để mà còn là chát nữa. Bên này chắc xong rồi anh, phòng ngủ bên này ấy. Đang lên giáo bên này à? À thế là gỡ giáo xuống rồi đấy nhỉ? Cái phòng ngủ này thì chắc là có lẽ hôm nay thì các anh sẽ hoàn thiện nốt cô bác. Như anh bảo là cắt bên kia nhiều quá thì bây giờ chuyển hết ra bên này chưa anh? Nó sai bên à? Đẩy vào ông này á? Thế thì anh hộ em một tí để em bệnh cái ván này ra. Đấy, lấy cái, mấy cái tấm ván này ra rồi thì bỏ những cái thanh gỗ ấy thì mới để cắt ra được. Này giáo này thì vẫn còn lấy nhanh Vinh nhở? Vinh ơi, giáo này thì còn có dùng đến không? Có à? À cái tấm ván đấy nhở? Tấm ván này thì ngày mai là vẫn còn sử dụng ở phần đằng hông nhà với lại ở phần phía bên này nữa cô bác. Đây. Dọn mấy cái này ra này Quân này. Rồi. Đấy, bỏ mấy cái bao tải ra một chút. À. Có xe rùa không anh nhỉ? Có xe rùa cái đồ ấy. Xe rùa á? À. To quá sao không nhìn thấy được ấy. Này chắc phải lấy xe rùa đẩy đâu. Quân hấp cái máy này lại đó. Vâng ạ. Phải quét ra một tí. Xem đây không? Cuốc nào. Cái công việc của mấy anh em thợ thì đến à, thời điểm hiện tại thì chỉ có là đi vào chắt hết thôi cô bác. Thôi nó xa xa một tí. Đi đổ hết tận vào đây được. Đừng cho lắm nha.
Đấy, được lấy dương kia nhá. Vâng ạ. Đây, nếu mà xa quá thì đây, phát đổ đồ đây Quân ơi. Đẩy ra cái đổ đồ đây Quân ơi. Vâng ạ. Đây rồi. Lấy cái xe rùa ra kia đi. Vâng. Xúc để bên này là được rồi. Mặc xe lên sao mạng của ớp đi. Xe à? Chị bóng thai bé á? Chị bóng thai. Ồ. Đó. Đó. Mấy cái thanh gỗ đấy bỏ đi thôi. Sau này nó không lấn vào cát đâu. Còn em xử thì vừa rồi cháu Đức cũng bây giờ thì cháu Đức cũng đang nghe thấy là em ấy ngồi xe, chắc là có khi là em ấy đi luôn cô bác, để tối nay còn kịp về. Ra bên kia thì sẽ có một chú có bằng lái xe rồi, thành ra là sẽ đưa đi cô bác, chứ không phải là một mình em xử là tự đi cả. Đấy, cuốc cào qua, cào vào Quân ơi. Vâng ạ. Đấy, cuốc cào vào em. Đấy, Quân hết xe rồi nhỉ. Đây đây, cuốc cào vào. Cào không cần đổ xe đâu, cào qua đây. Vâng ạ. Cào mấy góc chân tường ấy. Cái Quần này đừng hất xa quá, cào vào đâu, đừng hất xa quá. Đấy, cứ cào thôi. Đấy chứ bây giờ mà em xử mà đi vắng rồi, em Quân thì cũng lặn lội từ rất là xa ra. Cháu Đức không, nếu mà bảo em ấy về luôn thì thành ra là lại mất công quá bác. Cho nên là cháu Đức cùng xé là cùng Quân để làm luôn. Cho anh đi vào đi. Anh đi vào đi. Còn công việc của mấy anh em thợ thì một tí nữa làm tới đâu rồi thì cũng sẽ lại tiếp tục chia sẻ lên cho tất cả cô bác anh chị là cùng nắm gió. Đây bây giờ cào qua góc tường này Quân ơi. Vâng ạ. Cào góc tường trước nhá. Đấy, một tí nữa thì xử thì em ấy đi xuống kia thôi. Thành ra là tí nữa chắc là cháu được phải cùng với bạn Hiệu là chắc là phải like cả Quân với like ba. Đây cào đây. Vâng. Nhặt hai cục gạch ra đi. Vâng ạ. Đấy, bây giờ thì có thể là cái phần tường nhà sinh nó sẽ hơi thấp các bác nhá. Nhưng mà đến lúc mà cháu lực đào cái phần này đó là lấy đất, lấy cắt ra chứ không phải là đào. Lấy cắt ra mọi cái thì sẽ nhìn là rất là cao. Còn như có thể là bây giờ cô bác đang theo dõi những cái màn hình TV hay là cái màn hình điện thoại thì có thể là nhìn mọi cái góc thì nó sẽ hơi cong một chút cô bác. Tại vì là cái chế độ của nó được để là nó sẽ hơi cong cong ngôi nhà một chút thì nó mới sắc nét được. Thế đến đêm thì là mấy hôm nay mấy ông cháu ngủ thế nào? À, lành ạ. Có cần phải mua bạt ra quay nhà xung quanh nhà không? Hôm trước anh đưa tiền em đi mua vẫn còn ạ. Vẫn còn ạ, còn bạt hay còn tiền? Còn bạt ạ. Thế là nếu mà chỗ nào mà buồn ngủ ấy thì lấy cái bạt đấy để quay vào nhá. Vâng ạ. Quay vào trước nhá. Vâng ạ. À, trước khi lên thì đã bảo với ông bà chưa? Rồi ạ. Bảo hết à? Vâng ạ. Hot này,
Bây giờ anh bảo nhá. Vâng ạ. Dọn mấy cái này ra, xong là mình cào để hết lên trên này đi. Vâng ạ. Để mấy anh em thợ là chắt hết cái phần tường đó. Vâng. Mình khoan lên xong là một tí nữa mà còn một tí nữa có thể là mình sẽ vận chuyển cát ra bên kia một chút. Quân là một cái cậu bé mà phải nói là cũng rất là nhanh nhẹn cô bác ạ. Khi mà thấy cuộc điện thoại của em Sử gọi lên cái là em ấy đều là lên cả. Ui, đi dép vào đi. Nhìn thấy cái đinh kia không? Thấy không? Có ạ. Đấy. Phải cực kỳ là cẩn thận nhá. Vâng ạ. Bây giờ đang làm nhà thì nó có rất là nhiều đinh nhá. Vâng ạ. Cào cào lên một tí cho nó để cho mấy anh em lại thợ là chắt được. Ui vâng. Cái xẻng này thì có vẻ như là hơi yếu nhỉ. Đây đây thì tranh thủ là cho Lực lên là giúp đỡ được các anh thợ cái gì thì cho Lực sẽ giúp đỡ các bác. Ví dụ như mấy cái phần mà dọn dẹp này thì cho Lực có thể làm được. Ví dụ như hay là đặt những viên gạch này lên cho Lực cũng có thể đặt được thôi các bác, nhưng mà sợ rằng là trong quá trình làm nó không có đủ cái đảm bảo, không khô tay nghề ra là sợ là những cái viên gạch, những cái mạch vứa này nó không ăn với nhau các bác này. Bây giờ thì xây nhà thì mình phải là những cái viên gạch này mình phải đào, nó phải gọi là so le với nhau thì mới chắc chắn được, chứ bao giờ không để mình làm có mạch thẳng được. Ở phần trên phía phần công trình phụ này thì cháu Lực cũng đã chia sẻ lên cho tất cả cô bác anh chị là cùng biết rồi. Phần này thì cháu Lực sẽ không có để sắt này, cháu Lực sẽ tận dụng lại là cái phần tay sau mọc của nhà ba ông cháu. Cháu Lực sẽ cưa ra xong là dùng cái máy bào, bào hết mọi cái cho nó sạch, cho nó gọn gàng và đẹp đẽ rồi thì cháu Lực sẽ lập tấm lập lên cô bác. Này thì chắc bây giờ cháu phải rơi vào tầm mấy khối nữa. Bây giờ cào ra đấy rồi thì mình lại ra bên kia mình cào thêm một lần nữa. Vâng ạ. Sử Quân là cũng lên hộ sử được mấy hôm rồi nhỉ? Vâng ạ. Còn cái phần khoảng kinh phí của nhà em Quân hiện tại cho Lực cũng đã cầm cái tiền quý là 59 triệu của bác. Cái khoản đấy thì cho Lực cũng đã giả, nếu mà không giả ngân hàng là 50 triệu thì sẽ có hơn 100, nhưng mà giả khấn khoản ngân hàng của nhà em Quân là được 50 triệu rồi. Thật ra là ôi Hải đi đâu về đấy, đi học về à? À vừa đi học về tới nhà luôn à? Có mệt không? Hả? Có mệt không? Không đâu. Không đâu. Chào Hà, xin mời chào quý ông bà cô chú chị ạ. Mà hôm nay không lạnh à? Sao mặc quần áo mỏng thế? Ở đây thì cháu Lực cũng đã nhìn thấy em Quân là mặc quần áo rất là mỏng manh các bác ạ. Có hộ anh ký nào không? Cái này lấy cặp đi. Lấy cặp à? À thì lấy cặp đi về nhà xong hộ anh nhá. Đấy, vừa rồi thì em Hải cũng có bảo là lên hộ của cháu Lực với lại em Quân các bác. À, những công việc này thì không có cần, không có đòi hỏi là mình dùng sức của mình là bao nhiêu cả. Mình sức của mình có bao nhiêu thì mình xúc lên bấy nhiêu. Đấy, vừa rồi thì đang nói đến chuyện quý của nhà em Quân đấy các bác. Thì bây giờ cho cháu Lực xin được phép là vòng lại thêm một chút
trong thời gian tới thì cháu Lực cũng sẽ rất là mong sẽ nhận được thêm những tấm lòng vàng của ba anh chị gửi tới cho em Quân, có thể là giúp cho em Quân là xây sửa lại cái ngôi nhà cho nó kiên cố và chắc chắn hơn là một chút cô bác. Như ngôi nhà của em Quân thì cháu Lực cũng đã chia sẻ cho tất cả cô bác anh chị là cùng biết rồi. Cười chép ra đi. Là phải nói là một cái ngôi cười chép nhà ra đi. Mặc dù là làm được có 2 năm thôi nhưng mà chưa được có hoàn thiện hết cô bác. Cháu Lực cũng đọc những cái bình luận ở trên kênh nói cho cháu Lực rằng là không có nên là sửa lại cái ngôi nhà gỗ nữa. Nếu mà sửa lại ngôi nhà gỗ thì nó sẽ không có được bao lâu. Nếu mà bây giờ cái phần khoản kinh phí đấy để cháu Lực sửa nhà gỗ thì vẫn sẽ đủ thôi cô bác. Nhưng mà do là cũng được, nhưng mà cũng được rất là nhiều cô bác anh chị ở trên kênh nói cho Lực rằng là không có nên sửa thêm nhà gỗ nữa. Và cái phần nếu mà bây giờ mua thêm nhà gỗ thì không có đủ tiền để mà đủ kinh phí để mua gỗ. Như nhà em Cương thì được bên nhà nước người ta là hỗ trợ là 40 triệu và cũng được cháu Lực là chia sẻ lên, cũng được các cô bác anh chị Mạnh Thường Quân giúp đỡ em Cương thêm 40 triệu nữa cô bác. Có phải nói vậy lâu lắm không có lên nhà của em Cương rồi, bây giờ cũng hơi nhầm một chút. Cương thì hiện tại là đang đi làm đúng không ạ? Trước đầu tiên mà cháu Lực lên chia sẻ thì cháu Lực cũng đã nói với cô bác anh chị rằng biết rằng là làm ngôi nhà của em Cương xong thì em sẽ phải đi làm để mà kiếm tiền đóng lãi cái khoản ngân hàng của gia đình em Cương. Em Cương cũng có mong muốn là gọi là ước mơ gọi là sửa sang lại cái ngôi nhà để cho ba của mình. Một mình ở nhà thì đêm thì không phải chạy đi nhà bác để ngủ mà nhờ nữa. Rồi cháu Lực sẽ vòng ra bên này cho anh mượn múc mic một chút Quân ạ. Vâng. Hải đi vừa tôi gặp anh Sử ở đâu không? Không đâu à? Ồ, chắc là Sử đã đi rồi. Vòng ra bên này xem là công việc của các anh thì hôm nay là làm tới đâu rồi. Ui. Ủa đinh anh ạ. Đinh anh ạ, may là nó không có sâu ấy. Bây giờ đi cái đôi dép này nó còn là vào chỗ sâu nó. Tất cả mấy anh em gọi là đi lại thì phải nói là rất sức là cẩn thận cô bác. Và tại vì là cũng vừa mới những cái tấm ván gỗ này này cô bác này, còn là đóng những cái đinh 7, đinh 5 mà rất là nhiều, thành ra là nó rất là nhọn đấy. Hôm nay là xong cái phần thanh cái ấm hơn thôi nọ. Hôm nay là sau cái phần dầm đấy anh nhỉ? Đang định tính cố à? Hay chát xong thì nhìn ngôi nhà phải nói là rất là khác hẳn luôn cô bác ạ. Khi mà làm thêm tô thêm một tí sơn vào nữa thì ở đây là anh Vinh với anh Hai là hai anh em ruột anh nhỉ? Các bác ở nhà thì có còn thêm ai nữa không anh? Có chứ. Có à? Cái nhà anh là tổng có mấy anh em? Bốn anh chị em à? Thế là ở nhà còn hai chị là đi lấy chồng hết chưa anh? Để chồng hết rồi anh. Chị là cả. Chị là cả à? Thế là anh hai là út à? Út. Anh hai anh em ai cũng vào trong cái nghề xây dựng cả cô bác. Ở đây thì chắc là anh Vinh là vào nghề xây dựng rồi thì thành ra là mới lôi kéo anh hai là đi vào đấy nhở. Xây dựng cái này là anh Vinh là anh đi trước chứ? 2009 là anh mới đi đúng không? 2009 ở đấy thì anh hai còn đang học đây nhở. Anh hai có đi bộ đội không anh hai? Có nhưng mà kháng không chúng thì chắc là do không đủ chiều cao đấy nhở. Anh hai là do là chiều cao là hơi khiêm tốn một chút. Bây giờ thì anh hai với lại anh Vinh đang cố gắng là hoàn thiện thêm cái phần chắt cái phần rằng này nữa các bác này.
một cái ngôi nhà thì phải nói là phần rằng thì chắc là rất là khó. À là phải mình phải nói làm gì thì nó mới làm gì anh. Ê, mình phải nói trái ngược lại à? Ê, đây thì vừa rồi anh hai có chia sẻ với cháu Lực rằng là mình làm thì trong quá trình mình làm thì cái gì mình có phải là làm dế thì nó mới là làm dế được. Chứ không mình nói càng khó thì nó càng khó. Ở đây mà sau này mà làm thêm một cái cầu thang các bác. Và bây giờ cháu Lực sẽ đi vào bàn đằng sau hông nhà của nhà em Sử là chia sẻ một chút các bác. Anh phải nói là trong thời gian đầu thì Sử cũng rất là sợ cái nguồn nước này các bác này. Có thể là như hàng xóm nói với Sử rằng là ở sau này sẽ bị sạt hay là bị như nào đấy các bác. Nhưng mà hàng xóm của Sử không biết là trong cái quá trình mà xây dựng mình phải làm như thế nào thì nó mới chắc chắn cái phần móng của nó. Móng của nó mình đã làm chắc chắn rồi thì sẽ không có sợ là chuyện gì nó xảy ra cả. Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ để cái phần đây là cái toilet của bác này. Toilet này thì cháu Lực sẽ làm, không phải là toilet ngồi của bác nhé. Đây là cái toilet mà toilet không phải là toilet mà bẹp bẹp của bác. Đây là cái toilet mà ngồi, nó sẽ cao. Đấy, sau này thì cháu Lực sẽ để ở đây thì có thể là làm cháu Lực sẽ làm đào một cái khoảng nó bằng bằng rồi thì cháu Lực sẽ trộn xi với lại cắt đổ ở đây thêm một lớp một chỗ nữa để cháu Lực để đặt cái tách cả là cái tách lên trên này. Đấy, cái tách thì chắc chắn là ngôi nhà cũ của ba ông cháu thì sẽ không có sử dụng quá nhiều thì cháu Lực sẽ tận dụng lại là dùng cái tách đấy để lên trên này để xả nước vào nhà vệ sinh cũng như là vào phần bếp mọi cái nữa. Sau khi mà hoàn thiện tất tần tật ngôi nhà mọi cái rồi thì anh em sẽ tiến hành vào là đổ cái phần rãnh của bác nhé. Nguồn nước thì bây giờ cũng đã gần cạn rồi, nó không thể chảy được mái mái cả. Nếu mà nguồn nước này chảy được mái mái thì phải nói là rất là tốt rồi các bác. Khi mà ở chỗ này ở nơi nào mà mình có nước nhiều với lại nó tiện nước thì nó rất là tiện cho gia đình của mình. Đấy, bây giờ thì hai anh em còn đang tích cực là làm ở đây rồi thì cháu Lực có ra kia chia sẻ một chút. Cuốc đâu hết rồi này đúng không? Đấy, cháu Lực đi một chút thôi mà thấy em Quân là gọi là chỗ này mà em ấy đào gọi là gần là xong đấy. Không biết Sử đi đâu không? Không biết ạ. Không biết à? Sử thì chắc là chưa có gặp Hải, không biết. Chỉ có đi xuống ấy bảo với ông thôi. Sử là đi xuống huyện rồi. Thấy bảo ai ở kia là bị bệnh ở đây đúng không? Bị cái gì đúng không? Đang đi nằm viện đúng không? Không biết ạ. Không biết à? Hải thì đi học suốt thành ra là không có biết. Những công việc này thì Hải... Hải làm được các bác này, nó nặng quá thì nó không có là nặng, mình không phải là vác đi sâu, mình không phải là vác đi xa hay là vác đi đâu. Hất lên trên Quân à, hất vào anh Quân à. Quân thì lên hộ mình nhiều ấy nhở. Đấy, bây giờ thì hót chỗ của anh Quân nữa thôi. Đấy, hót vào chỗ đấy đây. Hôm nay cái đèn viên dìu. Viên hót ở phán lồ. Phán lồ. Từ từ nhá, anh đi vào đây anh hót chỗ này đã. Thầy Quân khóc cho anh về ạ. Đó, Quân được hót cho sau mỗi anh. Cái hót hót cẳng. Đấy. Ui, kẹp đâu đấy nhỉ? Đây có găng tay này sử dụng rồi. Đấy.
Đấy, cái phần tường, cái tường này các bác này, bây giờ thì phải nói là khi mà cháu Lực hót đến gần chạm cái chỗ mà chân cột rồi thì phải nói là còn rất là cao các bác này. Mình đi qua thì còn rất là thoải mái các bác nhé. Nếu mà mệt thì nghỉ ngơi một chút đó nhá. Hôm nay học mấy tiết hả Hải? Học buổi sáng thì học 4 tiết ạ. Buổi sáng thế buổi chiều? Một tiết chấm. Một tiết à? Dạ, học một tiết rồi. Thế là đi về là đi với ai? Đi với bạn ạ. Đi với bạn á? Dạ. Hay rồi, bây giờ anh em mình ra kia cào chỗ kia. Đây là Quân ra bên kia, xuống bên kia nhá. Đây vừa rồi thì cháu Lực cùng với lại em Quân cùng đã hót xong, cùng đã vận chuyển xong một chút cát rồi các bác. Thì bây giờ thì đi xuống nhà cũ của em Hải một chút. Hải thì vừa rồi thì đi về trước rồi. Đây đây thì bây giờ đến hoàng hôn là chuẩn bị lặn rồi các bác. Nhìn trong cái cảnh mà phải nói là rất là hữu tình luôn các bác ạ. Đi vào xem nhà chú của Sử tí đi. Nhà chú của Sử thì cũng làm nhà này các bác này. Đi vào xem là cái mẫu nhà của nhà chú Sử là làm như thế nào. Nhưng mà nhà chú của Sử là có cây sao mọc nhiều các bác. Thành ra là... Hải ơi! Con này ạ! Nhà chú của Sử là có cây sao mọc nhiều các bác. Thì ra là không có phải là mất tiền là đi mua, chỉ là lấy tiền là thuê người ta để xẻ cái ván gỗ thôi. Ui, phơi gọi là ván là phơi nhiều lắm luôn các bác này. Nhà chú của Sử thì có khá là đông con của bác, đến tận là 7 người con luôn. Hải thì cũng ra đây luôn này các bác này. Vừa rồi đi về nhà làm gì đấy? Cất cặp mà. Về nhà thôi à? À thế ông làm gì? Nhà nấu cơm. Nhà nấu cơm á? Hôm nay ông nấu cơm à? Tối nay thì chỉ có là ông với lại em Hải là ăn cơm đúng không á? Ôi, chỗ này lại bị vỡ rồi. Đây, nhà chú có Sử đúng không? À, 7777, chạy đâu rồi? Đấy, nhìn thấy cháu Lực về đó là chạy luôn rồi. Ui, đẹp vô. Khá là nhiều gố đấy chứ, không phải là ít gố đâu này. Ui, trên này còn có nữa này. Gố này thì nếu mà mua gố thì chắc phải đến tần độ là tiền trăm đấy cô bác. Có sao bọc này thì ở trên vùng cao thì bán rất là đắt này. Ôi, ra rồi nổ. À nổ. Lái máy rồi nổ. Chuông thép rồi đấy kìa, chuông vào đấy. Ôi. À. Ôi, dân ra rồi nổ. Cột là rất là to này các bác này, cột này. Sau một cây này thì chắc là chơi vào cầu khi là tầm 6-70 năm tuổi đấy thì mới làm được như vậy. À, đi lầu này. Đi lầu này. Tên là gì đấy hả Hải đấy? Mong. Mong á? Mong. Biết nói chưa, biết nói chuyện chưa? À, nó mua áo chưa? Nào, nói đi, nói lên cho chú. Con chào. Chào. Các ông bà à? Chào. Ôi, chưa biết nói tiếng Kinh đâu nhỉ? Đi học được bao nhiêu tuổi rồi Hải? 3 tuổi. 3 tuổi thì còn chưa biết nói tiếng Kinh đâu các bác này. Ui, ăn gì cho bụng to nhờ. À, bảy rồi, chị bảy rồi. Bảy rồi, bảy ơi. Bảy ơi.
Bảy, đang làm gì đấy? Bảy đang làm gì đấy? Này hốc này nào nè? Này hốc này à? Hốc này á? Ừ, hốc này này. Ờ. Bà đông mân này à? Bảy, tới này à? Ờ, ví chú bổ 50 gen nọ. Ừ. Chú là đang chuẩn bị làm cái máng rồi nhỉ? Này cái nước một hó này, nước này nước một chuồng á? Hả? À, nước một chuồng á? Ừ, này đi, một chuồng. Ờ. Ây, đây là mấy chị em mà đang chơi đây rồi. Mong, đúng không? À, là cái gì? Nào, bé mày xem nào, xem chân là khỏi chưa? Nào, xem chú xem chân là khỏi chưa? Tay rồi, tay chân là, ôi. À, đỡ hơn một chút thôi các bác này. Bôi thuốc vào thì cũng đỡ hơn rồi. Hôm nay có đi học không? Đi. Đi á? Đi à? Phải, ôi, răng à? À, răng là chưa thay đâu. Thay răng đâu. Nào, bảy khoanh tay chào các ông bà đi. Đó, em Bảy thì nói chuyện là rất là đáng yêu, rất là dễ thương này. À, ở đây nhờ. Bác Thiên bây giờ thương cho đi mà. Đây là. À, đây là ông nội chú là đi mua giường hay sao ấy. Thì con sẽ về. Cái giường này chú mua lâu chưa Hải? Giường này lâu rồi. Mua lâu rồi á? Tại vì gỗ này thì cũng được làm từ bằng sao mộc hết này các bác này. Thế hầu như là trên vùng cao này thì những cái cây gỗ hay là vật dụng gì thì cũng đều làm từ bằng sao mộc. Anh chó mày thích cờ nào? Hả? Anh chó mày thích cờ à? Thế nào? Anh chó bằng nào? Không, là trang hải. Là trang. Là trang. Là trang. Là trang. Là trang. Ờ, lắng pin nốt à? Pin nốt phải cái. Ờ. À, là cái giường là được cho các bác ạ, được ở bên được hàng xóm cho. Tham quan nhà của chú răng là thế nào không? Răng. Tham quan ngôi nhà của một chú thêm một chút nữa các bác. Vừa rồi thì đang tham quan dở xong là đi nói chuyện với lại các con của chú. Ui. Con này là con to nhất rồi nhỉ? Một đợt con này đây chỉ pía. Hả? Con này đây chỉ pía. Đúng không? Đúng không? Ừ. Từ bảo các bạn áo nước mi nó mi mấy máy nào? Ừ, máy này đi, xử xí tờ má. Ồ. Con này thì... Này con này tư. To lắm này. Con này, ngôi nhà này nếu mà như mà không có bị dính nước này các bác này, thì sẽ độ là cái bà con ở trên này tính là được 50 năm, 50 đến 60 năm đấy. Này các bạn thuê bóng hóc này nào ta? Ừ, tức lấy anh đây thuê cả à? Anh đây thuê thuê cả à? Ờ, đây thuê cả. Đây đi đi sáng chiều này. Thuê tám chiều à? À. Đi sáng chiều không kinh tế nào. À. Ở đây thì hoàn toàn là lấy thuê làm hết của bác ngôi nhà của bao ngôi nhà của chú của Sử ấy. Thì là mình tự gọi là bỏ cái tiền cái gỗ của mình này ra thôi. Với lại cái tiền mà đi vận chuyển đó. Dạ, Sử ta. Bao xin nó nè. Ừ. Trên này thì có một cái cây lê các bác này, cái lê cái gì cái lê chát nhỏ nhỏ thôi. Đợt này còn sắp về. Mấy nhà cũ của bao cháu thì mấy nữa có thể là mua cái thùng nhựa các bác này ra để đây xong rồi lấy cái tách này đi lên trên để mình tận dụng lại được. Với hóc bò ra gì? Ông ấy đang nấu cơm đúng không này? Hóc bò ra gì? Tôi xử đấy bây giờ, tôi xử bây giờ tới thầy cơ chuyên mẫu nào? Chứ có phải á? Ờ, sửa chắc là vừa mới đi giày đi nhỉ? Đây này, hộp giày ở đây nhỉ? Hộp giày Nike, hộp giày là... À, đây là của bà An Phạm, bà ấy gửi cho nhỉ? Đình lê hùng hùng trên địa phía bảy. Cái gì? Hả? Có đến đúng con dây này phải không? Hả? Quả chứ sự cái chân, chứ sự lươi lươi hơn. Chân dài phong. Ờ. Lê Vĩ có phải chờ mẫu loại điếu trước đây hả? À. Bây giờ bác sĩ kiểm tra thế này. Dạ, dạ, bệnh bác sĩ à? Ừ. Bệnh bác sĩ hả? Giống mình giống phải à? Ừ, bây giờ bác sĩ kiểm tra chứ. Ừ. Lê ở đây có bác sĩ cầu, một chân cầu đây nữa. À. Ông vừa thì không có mẫu lắm. À, nói rằng là gọi là ngồi đi. Là ai cũng có thể là lấy mẫu được.
Vậy là cùng em nói với ông là phải trùng cái nhóm máu thì mới lấy được không bác? Đến mùa đông lạnh lạnh như này thì phải nói là ngồi quay quần cái bếp ấm, cái bếp lửa này thì rất là ấm các bác. Đấy, bây giờ thì ông đang nấu rau cải này các bác này. Tối nay là Hải ăn cơm ở nhà rồi nhỉ? Đây xem nào. Lạnh lạnh thì không mặc áo đi à? Hả? Ngồi xuống. Anh này đi học phải máu khoác rồi chứ. Tóc thì chưa nên cắt rồi nhỉ? Tóc thì hôm nọ cũng vừa mới đưa Hải là đi cắt được các bác. Đây, đây là cái gì đấy? Khăn quàng. Khăn quàng à? Khăn quàng bảo khăn bé tí rồi. Cô giáo có cho đeo à? Để tí nữa nhá, cho đeo à? Vâng. Mày nữa là ngủ với ông hay ngủ với anh Sử nhiều hơn? Ngủ với ông nhiều hơn ạ. Ngủ với ông nhiều hơn à? Vâng. Hay ngủ nách ông à? Quân thì bây giờ cũng đang ngủ với ông nhỉ? Vâng. Ngủ nách ông nhỉ? Vâng ạ. Ở nhà thì nhà Quân thì tại là có ông với bà là có bé Hiếu nữa thôi. Bé Hiếu tối ngủ cùng Quân hay là ngủ đâu? Ngủ cùng bà thôi ạ. Ngủ cùng bà. Vâng. Có bao giờ ngủ cùng Quân không? Có. Có à? Vâng. Lâu lâu mới ngủ thôi ạ. À. Tôi thế thì một tí nữa Sử không ở thì anh đưa về thôi nhỉ? Vâng ạ. Nay Quân lên giúp một tí cho Quân ở lại ăn cơm đúng không? Có. Cho anh Quân ở lại ăn cơm đúng không? Có. Có à? Vâng. Quân thì thế nãy Sử gọi điện về thì nói như nào? Bảo là lên giúp anh một tí được không? Xong rồi em hỏi bà xong rồi anh lên ạ. À, hỏi bà với ông là xong lên à? Vâng ạ. Quân thì đi đâu thì cũng đều bảo với ông bà cả các bác. Hôm nọ thì Quân cũng có ý định là đi làm đấy, nhưng mà cũng được rất là nhiều các bác anh chị có nói cho Lực rằng là đến thời điểm hiện tại thì Quân không thể đi làm được. Và trong thời gian đó thì Quân cũng nhìn nhận lại được rằng là nếu mà bây giờ mình đi làm thì có những lúc mà ốm đau ấy, ông ấy bảo ốm đau ấy thì thành ra là nó sẽ hơi rất là khó khăn. Như hôm nọ cũng thế thôi, bé Hiếu ở nhà ốm không ăn được cơm, bé Quân là phải lặn lội đi bộ rất là xa để đi mua cháo về cho bé Hiếu. Còn cái thước phim hôm nay thì chắc là cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác anh chị. Con chào tạm biệt quý ông bà, cô chú anh chị ạ. Con chào tạm biệt quý ông bà, cô chú anh chị ạ.